xuân đã về. Tiếng chuông giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Cánh én bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Những đôi bay vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao cơn chúc yên lành. Đất nước gấp hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười. Chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc một người vơi bao điều mong ước. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Tuy Điển Song Ca Cặp Đôi Vàng Nhí. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi gặp gỡ ba giám khảo của tuần này. Một tràng hót tay cho đạo diễn Hoa Nhật Nam. Xin được giới thiệu ca sĩ Đoan Trang. Xin được giới thiệu ca sĩ Tố My. Ban giám khảo tuần này lại rực rỡ. Trong dịp xuân mới thì tất cả chúng ta sẽ có rất là nhiều những hoạt động, đúng không ạ? Cùng với gia đình của mình xung vầy trong ngày Tết thì chúng ta vẫn cần phải có những cái chuyện giải trí cho nó vui nhà vui cửa. Và không biết là các anh chị trong dịp xuân mới thì có hay giải trí bằng cách riêng nào hay không ạ?
Nhìn Minh Xù anh nhớ tới ngay cái phong bao lì xì. Tết là chúng ta sẽ rất bận rộn để mà sắp xếp là lì xì cho các cháu, các con, rồi bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên như thế nào. Vậy là có đồng nghiệp đó. Em là, biết rồi, em là mình nhớ được lì xì đó mày. Ủa anh có nói từ đồng nghiệp hả? Dạ có anh. Vậy lát nữa có thể cắt hai cái từ đó ra được không? Mà phải công nhận tặng tiền cho người khác mà anh Nam ảnh tính là cái việc giải trí như vậy thì em nghĩ là anh nên tặng nhiều nhiều anh nhé. Không, bởi vì á, người ta nói là có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Thì thường á, thường là anh hay trao, ví dụ trao cho cô Trang cái là cổ hay trao lại là mới đâu vui. Có cái này phong tục tập quán của người Việt Nam mình là cái kính trên, kính nhường, trên dưới. Nhường dưới, yeah. Là coi như ai chức lớn hơn thì lì xì cho người đúng. Đó hơn. Kính đạo đắc thọ mà, đúng không ạ? Quý vị ơi, mà ở đây là ai là hiệu trưởng của cái trường cái bàn nhí này? Wow. Có phải là cô Đoan Trang không? Hiệu trưởng thì cũng đâu có bằng hiệu tổng phó. Đạo diễn đâu. Dạ, chỗ vỗ tay cái cuộc cãi vã này, tất cả chúng ta đều có lì xì đâu quý vị. Trước tiên em phải cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Chắc chắn là những người lớn như thế này sẽ lì xì cho bọn em. Em có nha, tại em nhỏ hơn Minh Xù nữa. Đúng rồi. Chết rồi, sao hao tốn quá vậy ta? Thôi bây giờ mình nói vui như vậy thôi. Bên cạnh cái việc là chuẩn bị phong bao lì xì thì chúng ta còn có cái việc gì nữa hay không ạ? Chơi lô tô. Chơi lô tô. Mà chơi lô tô là em rất là thích. Ví dụ quý vị ở nhà có chơi lô tô không? Có. Chơi lô tô xong rồi ô vâng. Đúng rồi, từng cái ô số. Dạ. Xong tới canh mè tới số 33 nhà mè 33 đi cưng, 33 bốc lên 33 kinh vậy. Yeah. Bà Trang kinh hoài luôn. Bởi vậy cho nên cứ trong xóm thấy cái mặt bà Đoan Trang là thôi cho bà nghỉ đi, bà này kinh hoài. Mà Tú My em hay chơi gì trong dịp xuân? Phải nói rằng là một cái trò chơi mà không thể nào mà thiếu vào mỗi dịp Tết cả gia đình em luôn. Đó là bầu cua tôm cá. Trời ơi, cái cảm giác mà mình cầm, mình nghe với cái con nó nằm trong cái hộp này, nó lắc. Trời ơi, nó đã lắm. Và cái cảm giác mà chờ đợi mà mở ra đó là không biết mình có trúng không. Dạ. Trời, nó đã lắm. Tết thì em không thích đi chơi nhiều đâu, chỉ thích ở nhà ăn thịt heo uống bánh tráng, ăn những cái món mà mẹ nấu, xong rồi ở nhà chơi với lại mấy đứa em trong nhà vậy đó. Thích dạ. lắm luôn. Chơi cho vui nhà vui cửa đúng không? Đúng rồi, chơi vui thôi nha. Dạ. Chứ không phải là mình chơi theo kiểu mà cờ bạc hơn thua đâu. Dạ. Dạ. Anh Nam thì sao anh? Có một cái trò mà ở miền Trung hay chơi nữa là đổ sâm hường á. Sâm hường. Sâm hường nó có nhất hường, nhị hường rồi tam tứ hường, và ai mà may mắn là sẽ đổ được trạng nguyên. Nó xuất phát từ Huế, tất cả những cái thẻ bài đó được khắc bằng gỗ quý rồi sau đó sơn phết lên những cái quân bài trên đó. Wow. Luân phiên nhau, mình cứ đổ những cái hạt xúc sắc bằng ngà voi á trong cái tô sứ mà đổ là cứ nghe len ken rất là thích. Cái trò chơi này nghe nó xịn mắt tiền quá, ngà voi nè, gỗ bài nè, gỗ quý. Công nhận nhà có điều kiện có khác, chắc chắc già anh Nam sẽ lì xì lớn đúng không anh? Yeah. Đáp lại cũng câu đó em khoái quá. Mà anh toàn thua thôi, chỉ có những người mà kinh đó mà thắng hoài lô tô người ta mới lì xì dày. Không, mà thật sự là nãy giờ các anh chị kể ra thì Minh Xù thấy là đúng thật là cái này không thể thiếu trong cái lễ hội truyền thống dịp xuân mới của mình. Nhưng mà cũng có lưu ý nhỏ một điều với tất cả quý vị khán giả là chúng tôi kể đây là kể vui với nhau, mình lấy cái may mắn của mình thôi chứ mình không có chơi hơn thua. Mắc công lúc mà mình thua nhiều quá mà công mình giận cái wow wow đúng rồi. Chơi chứ không wow chứ quý vị. Yeah. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành và yêu thương Tuyết Đỉnh Song Ca Cọc Đôi Vàng Nhí trong thời gian vừa qua, và hy vọng rằng sẽ đồng hành nhiều hơn nữa để chúng ta tìm ra được cặp đôi xứng đáng là quán quân của cuộc thi này. Và tối ngày hôm nay, ban giám khảo thân mến, một lần nữa là chúng ta sẽ quay trở về với công việc của mình, đó chính là chấm điểm các cặp đôi. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai chàng trai Tấn Bảo và Thái Hà. Sẽ là một câu chuyện nữa được kể trong mùa xuân mới. Câu chuyện đầu năm và đón xuân này nhớ xuân xưa. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe. Tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo làn
nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thơ, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Một tràng hô tê cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Tụi con hát xong thấy sao? Thấy thoải mái. Thoải mái, còn con? Dạ, con cũng thấy thoải mái luôn. Thoải mái đúng không? Hôm nay dễ chịu dữ lắm luôn. Và đặc biệt là cậu này, cậu ra xong em ngồi dưới, tự nhiên cảm giác như giống như Tố My xuất hiện trên sân khấu. Giọng ngọt, dễ sợ ngọt như cô Tố My luôn á. Không, nói thiệt. Cô xin đứng lên lì xì cho tụi con thêm một chào phố tay nữa đúng không? Yeah. Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt, bây giờ con hát cái câu đó xong rồi cái cô Tú My hát tiếp câu đó con có giống nhau không? Thử cái câu của con nha. Hai, vô. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Dễ thương quá. Như ướm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió, em nói rằng em viết thành thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Hát chung nè, hai, vô. Tôi đứng chờ anh trước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Nhiều rồi. Mùa xuân tới rồi. Cảm ơn cô Tú My.
Trong cái cảm xúc này mời cô nhận xét luôn. Phải nói rằng là một tiết mục mà tụi mình rất là thích. Không phải rằng là vì cô hát nhạc bolero, cô nghe tụi con hát nhạc này cô thích đâu. Nhưng mà thật sự rằng là cô nhìn xung quanh, ai cũng lặng người để thưởng thức tiết mục của hai đứa con. Hai đứa con hôm nay không phải là thí sinh nữa, mà giống như hai nghệ sĩ thật thụ. Hai con sở hữu cái giọng hát rất là ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên hôm nay cô có một cái lời khen nhiều hơn cho bạn Thái Hà. Cô rất là thích cái lối xử lý của con. Những cái nốt của con nó vừa phải, cái luyến lấy cũng vậy. Cô nghĩ rằng là hai con rất là thích hợp với dòng nhạc này, và sau này mình phải theo đuổi và phát huy cái dòng nhạc này nha. Thái Hà ơi, cô thích cái chỗ này của con là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Con hát nó không có theo một cái mạch như là những người đi trước hát. Những người đi trước là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cái cách ngắt nhịp của con cô rất là thích. Nó sáng tạo lắm mà nó tạo cái cảm xúc cho người nghe. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời nghe nó yêu làm sao. Cả hai bạn đều đáng khen. Tấn Bảo thì hôm nay giọng con sáng lắm, quá sức là tuyệt vời. Và đối với cô là hoàn hảo. Yeah, cảm ơn cô Tố My rất nhiều. Nhớ cho điểm hoàn hảo luôn cô My nha. Yeah, con 10 nè. Ôi trời ơi, bật mí gì luôn hả? Đây. Trời, nó phải vỗ tay chúc mừng chứ đúng không? Yeah. Không biết là cô Đoan Trang có cảm nhận như thế nào ngay bây giờ, xin mời cô. Lúc nào hai đứa con cũng đi ra rất là từ tốn, phát âm, xử lý nhẹ nhàng. Cái đó là một trong những cái điểm mạnh của mình. Còn với cái bài này thì cô không có cái gì để mà góp ý cho các con hết. Mọi thứ rất là hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Sau thời khắc giao thừa là chúng ta hay lên vãng cảnh chùa, rồi sau đó là xin cái lộc á, thì cái khung cảnh của tụi con dẫn dắt ra dễ thương lắm. Chú thì thích bài hát này á, là cái đoàn kết á. Mặc dù là hai cái bài này thì nó đều nói đến những cái trăn trở, những cái ước nguyện, nhưng mà cái bài hát này kết lại bằng cái câu là xuân mang niềm tin đến. Xuân đến xuân đi. Như một cái kết rất là tươi sáng cho những cái giai điệu trước đó, nó có phần tự sự. Chúc mừng hai con đã thể hiện một cái ca khúc mang những cái tâm tư của con người trong mùa xuân, nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có những cái điều rất là tươi sáng. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và chắc chắn là tụi con cũng đã lắng nghe và hiểu được rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị trong dịp Tết, đúng không? Một tràng pháo tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Thế thì không biết là năm nay thì các anh chị đã có những cái kế hoạch như thế nào cho 2020 rồi ạ, chị Đăng Trang? Ăn Tết xong thì là Tết sinh nhật của Trang. Ngồi lì xì ra phải tốn thêm quà sinh nhật nè. Trùng với cái tuần đó là sinh nhật của ông xã luôn. Cho nên hai vợ chồng sẽ có một chuyến đi hơi xa xa, nhẹ nhẹ thôi. Khoảng một tuần để mà nghỉ dưỡng cùng với nhau, với bé Son. Thì sau cái chuyến đi đó thì về, Trang sẽ tập trung vào cái công việc của mình bằng cách là chắc chắn sẽ ra một cái bài mới hoặc là một cái dự án âm nhạc MV. Đó. Ngoài ra thì năm nay Trang cũng muốn hướng qua một chút xíu bên một cái lĩnh vực khác để phụ ông xã Trang làm kinh doanh. Lĩnh vực mới này thì Trang mong là cái việc kinh doanh đó cũng sẽ mang lại cái điều tốt đẹp cho xã hội, cho những người xung quanh mình, đó là kinh doanh về những cái chất dinh dưỡng. Trang cũng luôn mong là Tết mọi người cũng luôn phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì có sức khỏe thì mình làm cái gì cũng được. Đó. Dạ vâng. Cảm ơn chị Trang, một tràng hỗ tay. Em chỉ muốn chúc cho chị mọi thứ kế hoạch đều được hanh thông, thuận buồm xuôi gió hết. Nếu như kinh doanh mua bán bán đắt. Dạ. Yeah. Đặc biệt là phải chờ đợi cái sản phẩm về âm nhạc của chị trong năm nay. Còn Tố My sao? Chắc lên xe hòa quá. Trời ơi. Ơi. Yeah. Hình như cũng có người ở bên trong cũng cười khúc khích đúng không ạ? Em chưa có thích lấy chồng. Thì thường là mình không có nói trước, rồi mình sợ nói trước bước không qua quá. Okay. Thì thôi cái này mình giữ bí mật lại chút xíu. Đồng chị bật mí nhỏ ít để cho các fan chờ đợi nha. Đồng ý. Có một cái mình phải thông báo đến quý vị khán giả, cái này là mình không có giấu, là kỷ niệm 5 năm ca hát của My. Trừ khi mà My bước lên con đường ca hát chuyên nghiệp thì My sẽ có một cái tour các cái tỉnh thành. Wow. Thì kế hoạch năm nay, đó là kế hoạch lớn nhất của năm nay, My muốn chia sẻ đến quý khán giả. Dỡ tay. Dạ. Bán cháy vé nha em. Cháy vé thì đừng có đốt cháy vé nha.
Đúng rồi, để mình sẽ có cơ hội được đồng hành đúng không chị Trang? Ví dụ như là mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm đạo diễn sân khấu em hả? Ví dụ như là chị Trang là ca sĩ khách mời, anh MC cũng được em hả? Ok, Tết này bội thu, bội thu. Ok, còn anh Nam rất là suy tư gia đình con cái rồi công ty. Dạ, không biết là năm sau là có cái sự phát triển gì mới không anh ạ? Ra Tết thì anh đã sẵn sàng sắm một cái bộ đồ đẹp để đi dự tiệc sinh nhật của vợ chồng của cô Đoan Trang. Có lời mời. Sau đó anh sẽ sắm một bộ khác để đi live show của cô Mi. Thì nói vui thôi, một năm vừa qua cũng là một năm rất là vui, làm được rất là nhiều việc. Show quá trời show. Thật sự. Rất là nhiều những cái show diễn, đặc biệt là những show diễn về lễ hội của các tỉnh thành địa phương trên cả nước. Nó cũng đã cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm mới, những cái địa hạt mới để mình có thể tìm hiểu, làm dày thêm cho cái vốn sống của mình. Năm sau cũng đang ấp ủ là sẽ làm cái show diễn, nó mang cái dấu ấn cá nhân riêng của mình để mình có thể tự thỏa sức sáng tạo ở cái show diễn đó. Còn ngoài ra thì cũng chắc cũng sẽ bận rộn để mà chạy show để kiếm tiền sữa cho con mà thôi. Trời ơi, cái thương quá, chị Thương vỗ tay chúc mừng cho ông anh với tôi năm sau. Anh ở Quảng Nam chứ đâu phải Quảng Ninh đâu mà sao anh thay dữ vậy anh? Người ta thường nói Tết là Tết đoàn viên, Tết sum vầy. Cho dù chúng ta là ai, cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, cho dù chúng ta có đi đâu thì chúng ta vẫn muốn trở về. Và tiếp theo sau đây sẽ là một liên khúc rất là đáng yêu, trẻ trung. Và hy vọng rằng một lần nữa tất cả quý vị sẽ cảm giác được cái cảm xúc của những cặp đôi vàng nhĩ của chúng tôi. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của Văn Minh và Ngọc Dầu. Xin mời. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru ngày thâu đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường đời nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Xuân của mẹ là các con rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Năm nay tuổi xuân cánh én bay về rồi nhưng chẳng thấy cả con về bên. Tuổi xuân của mẹ là các con rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông, còn mong những chuyến xe mang về vui cùng đàn con xa trở về đó. Xuân đoàn viên. Alo. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Dạ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về cho mẹ một điện thoại bất ngờ nha ha. Ok, let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi. Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh.
chuyện của mình trong nắng. Tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyện nào bằng từ chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Ta sẽ lại đến được những chuyện qua biết bao nhiêu khúc quan. Trên lần này thì qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua, một anh nên giữ lại dù vất vả, nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng, từng mong con trở về. Thì nhiều thứ buồn bề, những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếng cho con thấy sức mạnh là thứ năng lượng thật chạy chè. Nên con sẽ luôn nhớ về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhớ chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đời như cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đã nhớ chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa. Cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Mà hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không kêu. Cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn chị. Cũng biết rồi xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ, nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ lại một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện. Ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và
cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết. Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy. Cả 4 cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một tràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dao. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 4 tiết mục của 4 cặp đôi trong một cái mùa xuân rất là rộn rã và vui tươi như thế này. Chắc chắn rồi, ban giám khảo của chúng ta cũng đã có được những cái cảm xúc riêng cho bản thân mình. Nhưng điểm số thì như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại của các cặp đôi với 4 tiết mục về mùa xuân cực kỳ đáng yêu, thú vị và đầy cảm xúc. Và chắc chắn những điểm số này sẽ rất là xứng đáng với các con. Trước khi đó, một tràng pháo tay chào đón sự quay trở lại của 4 cặp đôi vàng nhí. Xin mời! Xin được giới thiệu Phương Nhi, Cát Viên. Ánh xuân đêm vui với đời. Đức Vĩnh, Quyền Anh. Xuân này là của con, của những ai sống xa nhà. Xuân chỉ là giấc mơ, giấc mơ được về nhà thôi. Tấn Bảo, Thái Hà. Xuân đến xuân đi, xuân về mơ lá hoa, xuân qua dung đường tơ. Và cuối cùng, Văn Minh và Ngọc Dao. Không chuyến nào bằng đưa chuyến đi, về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để chờ. Trên tay chú Minh Dù đang có 4 số điểm dành cho 4 tụi con. Chúng ta sẽ có 3 thứ hạng. Vậy là sẽ có 2 cặp đôi bằng điểm nhau. Tụi con chênh lệch nhau chỉ có 0.25, 0.5. Đầu tiên, xin được chúc mừng cho cặp đôi có điểm số cao nhất 29.5 điểm. Chúc mừng cho một màu sắc về mùa xuân. Nhưng mùa xuân này không trọn vẹn. Ca khúc Xuân Không Màu, chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quyền Anh. Vì Nhi bằng điểm là 29.25 điểm. Cặp đôi Phương Nhi và Cát Viên và đồng số điểm 29.25, xin được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Và hiển nhiên cặp đôi còn lại Văn Minh, Ngọc Dầu, tụi con có 29 điểm. Xin được chúc mừng cả 4 cặp đôi. Thế nhưng động viên tinh thần cho các con ở đây là một món quà hàng tuần chúng tôi luôn luôn mong muốn dành cho cái tiết mục ấn tượng nhất. Và ngay bây giờ xin được mời giám khảo Đoan Trang đưa ra kết quả này. Xin mời chị. Hôm nay các con đã mang lại rất là nhiều những cái màu sắc cũng như là những cái cung bậc cảm xúc về mùa xuân rất là sâu sắc. Mong là tất cả các con hãy luôn luôn cố gắng hết mình và hãy cho Ngọc Dầu, Văn Minh một tràng pháo tay. Wow! Xin được mời giám khảo, chúng ta sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng này dành cho cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Chúc mừng tụi con. Và mình dù tin chắc một điều, những cặp đôi còn lại các con cũng rất xứng đáng nhận được những tràng pháo tay thật lớn đến từ ban giám khảo, đúng không ạ? Với đêm bán kết, hành trình mang tên tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí đã gần nhằm đến mạch đích. Thứ pháp ngàn năm núi cao sông dài khắc họa tình nước non. Thứ pháp vươn bay lắng nghe huyền ngọt. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con. Mẹ
làm cho Yến Trang cảm thấy rất là choáng ngợp ngày hôm nay, bởi vì thấy tài năng tương lai bây giờ các em quá giỏi, bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con. Cảm xúc và mọi thứ nó cứ lên dần và nó tăng tiến lên tới đỉnh luôn. Chúc mừng hai tụi con trong một tiết mục mở màn rất ấn tượng. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón những chiến binh đêm nay.
Minh Dương xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Xin được cảm ơn ca khúc mở màn vừa rồi, ca khúc Thư Pháp với sự thiện của Văn Minh Ngọc Dầu và Phương Nhi Cát Viên. Đêm nay là đêm bán kết rồi và chắc chắn sẽ có nhiều sự đầu tư hơn, tâm huyết hơn cũng như là nỗ lực không ngừng trong một tuần vừa qua. Và để xem tuần này chúng ta sẽ bật mí những món quà âm nhạc như thế nào đến từ những cặp đôi vàng nhí. Trước khi đó, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ những con người rất là dễ thương và đáng yêu, tuy có hơi khó tính một tí xíu nhưng luôn luôn ở bên cạnh các con. Đó chính là thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu giám khảo đạo diễn Hoa Nhật Nam, giám khảo ca sĩ Đoan Trang và giám khảo khách mời của tuần này xin được giới thiệu ca sĩ Yến Trang. Dạ vâng ạ, em sẽ được bắt tay cùng với anh ạ. Dạ vâng, hôm nay anh đi ký hợp đồng gì ạ? Hôm nay do là đêm bán kết rồi cho nên anh muốn đứng đắn hơn chút. Chứ bình thường là anh phong trần quen rồi đúng không? Đúng anh? À, nói xấu Minh Xù chút là Minh Xù là đang dụ Hoàng Nhật Nam để mà cho mượn cái bông hồng này để cài đây. Nhưng mà chắc là không hợp với phong cách của anh cho nên là anh đã từ chối. Đôi khi quý vị thân mến, thật sự ra thì có những cái lòng tốt đó mà cũng không được đón nhận thôi sao, tôi nuốt ngược vô trong thôi chứ bây giờ cái bông mà qua bên đó cũng đâu hợp. Thôi nhưng mà Minh Xù đã cho mượn một cái nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây thì cũng cảm ơn Minh Xù rất nhiều. Dạ, suy ra một điều em lớn anh Nam nhỏ. Dạ có trời những ơi, cái bông cái này là phải đặt tả zoom vô đây nha cũng mới thấy được như người ta sự chi tiết. Đây, cái bông này là cái bông bằng sắt thôi, nhưng bên kia một giường bông từ trên xuống dưới nè. Có giám không? Khảo Đoan Trang chỉ đó. Đọc, đây đó. Nè. Ừ, có bông hả? Bông thêu các kiểu vườn hoa, ra vườn hoa em hay. Thôi bây giờ những người thanh lịch chúng ta chỉ làm nền cho Yến Trang mà thôi. Đúng không quý vị? Nay Yến Trang xinh đẹp lộng lẫy đúng không quý vị? Dạ. À, em rất là xin lỗi hai anh chị, em không có cố tình. Bởi vì em biết đây là một chương trình em dành cho... Em không có cố tình. Em cố ý thôi. Nói chứ tại vì chương trình cho các bạn nhỏ cho nên là em cần sự vui tươi. Nói mình già không vui. Thôi nói chung là hai anh chị là giám khảo mà xuyên suốt hơn đứng ném qua bên để em giới thiệu khách mời. Dạ quý vị, giám khảo khách mời tuần này ca sĩ Yến Trang. Dạ. Không nha, phải nói là càng ngày càng trẻ càng xinh nha. Bộ đồ này cũng rất là phù hợp với độ tuổi nữa. Đâu như bên kia. Bên kia trời ơi, áo choàng á, kiểu như mùa đông giá rét, kiểu có tuổi lặng. Em nói ai á? Ai nói chứ mà em nói. Người ta nói đây là sang trọng quý phái. Đúng rồi. Mà mình thì sợ như khi lên bị nói cứ sừng làm nghe. Thôi đi vô đây, đi vô đây. Nào, cảm xúc của Yến Trang khi đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí nè. Thật ra thì rất là lâu rồi không có được tham gia một cái chương trình cho các bạn trẻ tài năng. Ngày hôm nay đến đây cặp đôi vàng nhí thì Trang cảm thấy rất là háo hức. Bởi vì Trang nghĩ rằng với cái thời điểm hiện tại thì các bạn nhỏ có một cái nơi để mà được thể hiện tài năng. Thì chúng ta là những người ngồi thưởng thức tài năng để cảm thấy hãnh diện và cảm thấy mình được trẻ hơn. Chính xác là như vậy. Và hôm nay thì hai anh chị là Đoan Trang và giám khảo Hoàng Nhật Nam, một tông màu hơi trầm, đúng không ạ? Không. Nhưng biết... chúng tôi không có trầm. Không có trầm. Ha, chúng ta phải sôi nổi lên. Yeah. Một tràng pháo tay thật to. Yeah. Cặp đôi vàng nhí. Sao chị Trang quay trở lại tuần này thì chị có hồi hộp không? Hồi hộp chứ. Dạ. Hồi hộp là không biết cặp đôi nào sẽ dừng chân. Cho nên là cái đó là cái trăn trở của Đoan Trang cũng như là anh Hoàng Nhật Nam. Và chắc chắn hôm nay Yến Trang ngồi ở đây, Yến Trang cũng sẽ đồng cảm chung với hai anh chị. Bởi vì các bạn ở trong vòng bán kết này, bốn cặp thí sinh, ai cũng tài giỏi hết. Mà cái khó khăn là mỗi cặp thí sinh là mỗi màu sắc khác nhau. Thì làm sao mà mình có thể phân biệt, làm sao mình có thể chấm một cách rất là công tâm để cho biết là ba cặp thí sinh nào sẽ vào chung kết, cặp thí sinh nào sẽ dừng lại. Yeah. Cái đó là cái hồi hộp của chị cho ngày hôm nay. Mong là các con hãy bình tĩnh, tự tin và diễn hết sức mình. Ai tỏa sáng thì sẽ được vào. Vậy thôi. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Còn đạo diễn Hoa Nhật Nam, anh có muốn chia sẻ điều gì để động viên tinh thần cho các con hay không ạ? Cái điều mà quý nhất ở các cháu á, là dù tuổi rất nhỏ nhưng mà các cháu trải nghiệm ở những cái dòng nhạc khác nhau và thể hiện những cái tài năng khác nhau, có bao nhiêu là phô diễn và cống hiến hết. Cái các bé không ngại để mà có thể hát những cái dòng không phải sở trường của mình. Trong những tuần vừa qua chúng ta cũng đã thấy các bé tiến bộ rất nhiều và tạo nên rất nhiều những cái bất ngờ. Thì không biết là trong đêm hôm nay chúng ta sẽ có thêm điều bất ngờ gì nữa đây.
Chính xác là như vậy. Đó cũng chính là ẩn số của chương trình. Và hy vọng rằng là đề thi bán kết tối ngày hôm nay sẽ thuyết phục được ban giám khảo, đặc biệt là tất cả quý vị khán giả với những tài năng của các con. Dạ xin mời anh chị dẫn con mình về vị trí phía dưới ạ. Dạ xin mời. Quý vị thân mến, mở đầu cho đêm tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Và chắc chắn mỗi tuần thi đấu thì hai bạn nhỏ này luôn luôn có những điều bất ngờ dành cho tất cả quý vị khán giả. Và tuần này để xem có bất ngờ hay không nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. We'll be right back.
Một tràng hô tay lớn hơn cho Văn Minh và Ngọc Giao. Thank you guitar. Trời ơi, trời ơi, tôi muốn nghe tiếng họ reo nữa được không ạ? Trời đất ơi, tôi thán phục, thán phục. Thật sự ra cô Yến Trang tuần này áp lực lớn dữ lắm. Đến đây mà mở ra những cái tiết mục như thế này không chấm cái gì nữa, đúng không cô? Lời nói đầu tiên thì Yến Trang chắc là phải chào hai bạn nhỏ trước. Bởi vì hai bạn đã làm cho Yến Trang cảm thấy rất là choáng ngợp ngày hôm nay. Mình mới đến chương trình lần đầu mà mình cảm thấy wow, một cái cảm giác rất là phấn khởi và cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhìn các em như thế này thì mình không nhận mình già không được, Minh Xù ạ. Bởi vì thấy tài năng tương lai bây giờ các em quá giỏi. Chính xác. Và rất là dạng sân khấu và như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đã biểu diễn lâu năm rồi. Phải nói là chúc mừng cho sự tự tin trước đã. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Chị Trang, đây là ban giám khảo xuyên suốt của chương trình rồi. Em không muốn nói nhiều về cặp này, nhưng mà đối với chị Yến Trang thì đây là một cặp đôi đa sắc màu dữ lắm. Tuần này chơi nhạc rock nữa, máu lửa. Không biết là cảm giác mà để nói về cái liên khúc này thì chị Yến Trang cảm nhận như thế nào ạ? Thực ra thì cái liên khúc này có thể nói là rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Những cái ca khúc rất là nổi tiếng. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái sức trẻ của hai con đã làm cho cái bài hát nó có thêm một cái nguồn năng lượng mới. Ngọc Giao có một cái sự nhỉnh hơn bạn Nam một tí xíu ở cái việc là làm cho tất cả mọi người không chỉ nghe bằng lỗ tai mà chúng ta còn nhìn nữa, là cái sự rất là máu lửa khi mà mở cái cánh rừng ra mà ngồi đánh trống là wow. Con luyện tập có lâu không? Dạ thưa cô, là con luyện tập không hơn một tháng ạ. Dạ, và riêng tháng bài này thì con tập trong vòng gần một tuần ạ. Gần một tuần. Cho em hỏi hai vị giám khảo xuyên suốt là không biết là những lần trước thì cái cặp đôi này của chúng ta, cái sự kết hợp có ăn ý như thế này không? Đây là Văn Minh với Ngọc Giàu, là hai trong cái cặp đôi gần như là nổi bật nhất trong cặp đôi vàng nhí của lần này. Bởi vì các bạn mang lại một cái không gian lúc nào cũng rất là bừng cháy trên sân khấu. Các bạn rất là bản lĩnh. Và các bạn luôn luôn thể nghiệm những cái mới. Các bạn luôn bùng nổ và lan tỏa một cái năng lượng vô cùng là đáng để mà học hỏi dành cho các bạn nhỏ. Cho nên là cô nghĩ là không có bất ngờ khi mà cô Yến Trang cảm thấy quá sức là ấn tượng khi mà được xem các con lần đầu. Dạ, em rất là ấn tượng bởi vì em nghĩ rằng các bạn nhỏ khi mà lên sân khấu á, thì đôi khi chúng ta là một người nghệ sĩ mà chúng ta đã lên sân khấu nhiều lần thì còn có lúc bị áp lực. Chính xác. Nhưng mà đây em nhìn thấy sự tự tin và gọi là nó là không có sợ hãi, chỉ biết là cháy hết mình. Và cái quan trọng hơn hết là ngoài việc các bạn hát, các bạn còn có những cái vũ đạo nó rất là đúng nhịp. Và cái điều đó là một cái điều cực kỳ khó, bởi vì vừa hát mà vừa thể hiện những cái động tác nó đúng nhịp, chúng ta phải canh chỉnh như thế nào cho nó hợp lý. Và nói chung là khen quá nhiều rồi, cảm thấy rất là bất ngờ. Và một tràng pháo tay nữa không quý vị ơi? Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô cũng rất là bất ngờ luôn. Tại vì nói cảm ơn với hát khác nhau hoàn toàn, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, không biết là giám khảo Đoan Trang chị thấy như thế nào với tiết mục quay trở lại tuần này, có vẻ hơi là máu lửa đây ạ. Cô Đoan Trang thì may mắn là được ngồi đây cùng với chú Hoàng Nhật Nam, được xem các con qua mỗi tuần, được chứng kiến các con tiến bộ như thế nào. Nhưng mà vòng này thật sự cô vỡ òa, cô quá bất ngờ trước cái tài năng của tụi con và làm cho cô rất là xúc động. Ngọc Dầu, cô chỉ chỉnh con chút xíu là lúc đầu là con hát cho nó rõ hơn. Xuôi dòng Cửu Long Giang, hát cho nó từ tốn thôi và mở, không có lên mũi quá nhiều, làm cho cái âm nó bị xẹp lại. Sau khi mà các con hát bài ca Đất Phương Nam xong chuyển qua Ngựa Ô Thương Nhớ cũng rất là khác biệt, ở chỗ là phối rất là nhẹ nhàng mà tụi con hát phơi phá cách, làm cho cái phần đó cũng rất là đặc biệt, rất là thú vị. Và Ngọc Dầu ơi, phải nói là con quá tài năng. Cô đây nè, là em trai ruột của cô là chú Trung á. Chú Trung là tên là Lũng Microwave á, là đánh trống trong ban nhạc Rock Microwave á. Mà cô nói từ mười mấy năm nay là lúc mà chú vừa bắt đầu đánh trống là cô đã thấy cái máu của chú rồi, cô mê rồi. Là cô nói là cho cô tập giới để mà có một dịp nào đó cô được đánh trống. Nhưng mà cô chưa bao giờ làm được. Nhưng mà cô nhìn thấy con hát
xong rồi chạy ra đằng sau cái bộ trống rất là bản lĩnh, một tay bên trái đánh, tay bên phải là bị rớt dùi, xong rồi bình tĩnh lấy dùi lên đánh tiếp và hát bè cho Văn Minh. Cô mừng cho tụi con lắm. Con biết làm sao cô mừng không? Cái sự chủ động trên sân khấu á, nó là một phần giúp cho tụi con thành công trong cuộc thi, nhưng nó cũng hỗ trợ cho tụi con bên ngoài đời sống thường, giúp cho tụi con có sự bản lĩnh, đúng rồi, chủ động, tự tin để sắp xếp làm tốt tất cả công việc của mình trong học tập cũng như là trong tất cả mọi việc xung quanh. Cái đó là cái nhạy bén của người nghệ sĩ, và tụi con đã có cái tố chất nghệ sĩ. Còn với Văn Minh, cái đoạn con beatbox cũng là một trong những cái đoạn nhấn của cái bài này để cho thấy tài năng của hai đứa con. Thực sự bài này là một trong những cái gọi là tụi con được ăn cả ngã về không á, tụi con gan quá, thử với dân gian, thử với dân ca nè, thử với đánh trống nè, beatbox nè, rồi rock đủ thứ hết. Khúc cuối là cả khán phòng là máu lửa cùng với tụi con, quá thành công. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Không biết là chú Hoàng Nhật Nam muốn nói điều gì ạ? Xin mời chú. Hôm nay là hai con tạo hình là đã thấy rất là gấu rồi. Đúng cái phong cách là rock. Ban đầu ra thì Ngọc Dầu giống như là một cái người đóng vai, là người dẫn chuyện. Cái bài đầu Đất Phương Nam thì nó không có phù hợp với chất giọng của con lắm, cho nên chưa thực sự ấn tượng với chú. Nhưng mà lúc mà bắt đầu Văn Minh ra và bắt đầu cả hai cùng hợp với nhau, cánh rừng đẩy ra cùng với đánh trống, thì kể từ đó trở về sau là cứ cảm xúc và mọi thứ nó cứ lên dần và nó tăng tiến, nó lên tới đỉnh luôn. Chú có lời khen dành cho Ngọc Dầu vì đã có một cái sự trải nghiệm và rất chịu khó học đánh trống. Cái động tác á, rất là dứt khoát, mạnh mẽ, giống như những người mà học rất là lâu rồi á. Còn Văn Minh thì beatbox rất là hay ha. Chất. Nghe chất rất là đã luôn. Chú rất là thích cái tiết mục vừa rồi. Chỉ có dặn một chút xíu nữa là bữa sau mà Văn Minh á, di chuyển gần giao lưu với chú guitar đó, thì con sẽ tính toán sao để gần với chú hơn, để mình để cái khoảng chính giữa là máy bắt hình cho Ngọc Dầu. Chứ lúc nãy là con hơi đứng lẹm vào trung tâm một chút, thì lúc đó bạn của mình phải có đất diễn cho bạn nữa chứ, đúng không? Đó thì con lưu ý cái phần di chuyển sân khấu để tính toán cái góc hình của truyền hình nữa. Và một cái điểm chú khen Ngọc Dầu nữa là cái đoạn cuối hôm qua tập á, là không có đoạn Văn Minh á mà quỵ xuống, phong cách rất là rock để mà kết. Yeah. Là không có tập cái đó, thì hôm nay Văn Minh đã có cái chất đó trong người, cho nên Văn Minh phiêu theo luôn. Thì cô Ngọc Dầu cổ thấy vậy, cổ bố rối, cổ làm theo luôn. Đó, tức là mình thấy là Ngọc Dầu có cái sự trễ hơn, nhưng mà thấy bạn vậy, đã cả hai làm cùng với nhau thì thấy rất là hợp. Đó, thì cái đó cũng là một cái sự ứng biến rất là nhanh của Ngọc Dầu. Đó, thì chúc mừng hai tụi con trong một tiết mục mở màn rất ấn tượng. Wow, một cơn bão lời khen. Dạ, cảm ơn. Một cơn bão lời khen dành cho cái tiết mục này. Mà chú thật sự phải nói là không phải là ban giám khảo đâu, chú cũng là một khán giả ngồi phía dưới nhá. Mà chú tin là khán giả cũng sẽ cảm nhận được cái máu lửa của tụi con. Một lần nữa xin được một tràng hô tay cho Văn Minh và Ngọc Dầu. Con cảm ơn các cô chú. Dầu đây, máu quá rồi. Quý vị thân mến, gia đình là một chủ đề luôn luôn nằm trong trái tim của những nhạc sĩ. Và tiếp theo trên sân khấu này sẽ là một không gian cảm xúc như vậy, rất là đông đầy, dạt dào. Và Minh Dù tin là với hai giọng ca của Phương Nhi và Cát Viên sẽ làm cho ca khúc này thăng hoa nhiều hơn với cảm xúc về gia đình như thế. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi theo dõi câu chuyện về gia đình giữa những người con và bố mẹ của mình ở trên sân khấu với tiếng hát của Phương Nhi và Cát Viên. Xin mời. Con nhớ lắm lúc hai cha con
con nợ mẹ một lời tạ cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành là suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Sẽ sống bước cuộc đời vòng tay mẹ chở che hé vô về bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Ngày xưa chẳng còn ai cứ mỗi tôi hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con đang mơ trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Tuổi thơ con bên cha chỉ một tràng hoa tay cho Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong nha. Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo thì thực sự ra trong quá trình tụi con hát đó thì chú Minh Sù có theo dõi có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi bởi vì là đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình. Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? Giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật. Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất. Chúng ta có thể trở về quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi. Một tràng hoa tay nữa cho Phương Nhi và các viên.
Thế thì với sự xúc động như thế này, không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá. Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay. Và những cái bè bối, nhất là những cái bè căn bản quảng ba thôi, và những cái phiêu lót thôi mà các con làm, nghe cái bài hát rất là bay bổng, làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con và cái cảm xúc của hai đứa. Cô rất là thích cái bài hát này, cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay. Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và Viên, mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình yêu thương của mình dành cho ba với mẹ, phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ để đúng cho rồi. Mẹ và con bám vào để đúng cùng rồi. Vững chãi hơn. Đúng rồi. Trời, màn hình LED lúc đó em nhìn lên nổi hết da gà. Đúng tại rồi. Vì nó quá đẹp hình ảnh. Với đó. Nó hay một cái nữa là nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Yeah. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ tụi con, mạnh mẽ ghê gớm lắm, kiên cường lắm. Nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình luôn là một cái điểm tựa. Nó rất là vững chãi. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa thì người đàn ông, người cha trong gia đình vẫn luôn là một cái cột để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa. Cho nên cái hình ảnh cái như là Minh Xù vừa nói rất là hay. Ba ở giữa xong rồi nâng tay phải là đứa con gái, tay trái là người vợ của mình, cũng là người mẹ của đứa bé. Cái điều đó cũng là một sự tôn vinh. Thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh, lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con. Anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ? Những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang, và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời. Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó, nếu như là anh á, thì anh chỉ không phải là bên này là vợ mà bên này cô con gái nhỏ, mà anh muốn có nhiều đứa ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó, nó nhiều thêm chắc nữa. Phải tập tạ anh hả? Đúng rồi, thì nó mới đông vui. Nói vui như vậy thôi, nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và người mẹ đó, thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải diễn cái gì, đúng không? Chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi. Chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất, nó tình cảm nhất, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này. Xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn chú. Và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước, đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả. Thế không biết là Yến Trang, trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật, rồi cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi, thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh, đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? Thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động, và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé. Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi. Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn. Bởi vì có thể là bây giờ các em có những cái nơi rất là đặc biệt, là chương trình Trang thấy hỗ trợ cho các em trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa, về âm thanh ánh sáng, rồi về biên tập, tất cả mọi thứ có thể là tôn lên được cái tài năng của các em. Còn như thời của Trang á, nó rất là khó khăn, nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được gọi là thủ công hơn á. Yeah. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được gắn bó với nghề ngày hôm nay. Thì cảm ơn bố mẹ và gia đình, bởi vì sự hỗ trợ lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Dạ. Nào là đưa đón, nào là chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc. Lúc bệnh lại còn phải chăm sóc, lo lắng. Đúng rồi. Nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn. Cho nên là bài hát vừa rồi á, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí, mà nó như là một cái bài học dành cho tất cả các em nhỏ đang xem chương trình.
mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ. Cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình, không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn Yến Trang. Và xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hoàng Nhật Nam. Chú Nam có nói thêm một điều nữa. Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha, mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn vì ơn trên, cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con. Và đó là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ. Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách. Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàn gắn lại cái tình cảm đó. Cho nên đó là những con người luôn luôn cần có nhau. Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại. Vâng ạ, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? Khi mà con cái có khó khăn gì, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ, chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn. Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình, là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa. Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Một tràng pháo tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Nối đêm thi bán kết chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí là sự xuất hiện của hai cặp đôi tranh tài Tấn Bảo Thái Hà, Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai với ấm chào em tuổi thơ ngây. Thương như còn đây. Trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường một nỗi cao, bóng nàng xa mờ. Tụi con lúc nào hát y như là mở đĩa vậy đó. Giữa hai con phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Tài đúng không đợi tuổi, phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Cặp đôi nào sẽ phải dừng chân trong tiết núi? Trước tiên, hãy cùng chào đón các cặp đôi đêm nay. Hãy subscribe.
cho sau này ai còn niềm vương. Tiến về trên dòng sông có điều làm ai buồn, ai chờ ai bên bờ xưa, ai chưa về ai còn đội mưa. Dòng họ tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi Vàng Nhí. Phần trình diễn mở màn vừa rồi trong đêm thi tối ngày hôm nay đó chính là ca khúc Thương Ca Tiếng Việt với sự xuất hiện của hai cặp đôi rất là cá tính và giọng ca thì rất ngọt ngào và trữ tình, Tấn Bảo, Thái Hà, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và Minh Xù tin là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ còn nhiều tiết mục hấp dẫn hơn nữa. Minh Xù hứa ạ. Khán giả ơi, các bạn đã sẵn sàng đến với những nhân vật đặc biệt của chương trình là ban giám khảo chưa? Chắc chắn là ban giám khảo cũng đang rất là nóng lòng để gặp gỡ những thí sinh của chúng tôi, và đặc biệt hơn hết là ngồi ở phía dưới lắng nghe những phần trình diễn của các con. Bên cạnh đó phải rất là đau đầu. Đêm nay là đêm bán kết, ban giám khảo sẽ phải quyết định những con số dành cho những tiết mục trong đêm thi tối ngày hôm nay. Và nếu như hai đêm thi đấu, cặp đôi nào có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi ở đây. Nhưng không sao, Minh Xù tin chắc rằng việc dừng lại này chỉ là cuộc bắt đầu để các con có thể cống hiến nhiều hơn với những sân chơi mới. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ ban giám khảo của chương trình. Xin mời! Xin được giới thiệu ban giám khảo Hoa Nhật Nam, giám khảo Đoan Trang và giám khảo khách mời ca sĩ Yến Trang. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên Tây Bắc chơi và cùng với Tấn Bảo và Thái Hà, cùng với hai ca khúc rất là hay, ngay bây giờ trên sân khấu sẽ được giới thiệu Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ và Nha Em Ở Lưng Đồi. Xin mời! Xuống phố, oh, 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 oh.
xanh vời vợi. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Một màu sắc hoàn toàn đối lập với những cặp đôi khác. Tụi con nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, dễ chịu, đáng yêu. Hôm nay tụi con đã dẫn tất cả mọi người lên Tây Bắc chơi. Trời ơi, đẹp nha. Giọng ca thì rất là ngọt ngào nữa. Nhưng chú phải nói là tụi con gàn, hôm nay gàn. Có cái màn là tiến về cái lãnh địa bên kia. Qua bên kia xong rồi hả, coi như là thả thính nhẹ giọng anh hay quá đây, giọng chị là rất hay, rất là xinh kiểu vậy. Không biết là ban giám khảo có bị siêu lòng hay không với bài hát này của tụi con. Đầu tiên phải mời anh Nam trước. Trời ơi, ai bày vậy trời, quá trời có đất không. Hôm qua chạy chương trình đâu có đâu, hôm giấu nay người chiêu. Ta giấu chiêu, người ta lên đó là thả thính. Hết chú Nam khen là chàng trai xinh rồi, giọng cô nàng hay rồi, cô kia áo đẹp, thả thính với lại thảo mai hết cả hội dưới này rồi. Gan dễ sợ. Sao chú? Sao cô Trang? Bây giờ phải hỏi chú trước nè, chú có bị chính thính không?
chú có dính nhẹ nguyên một vườn đào trên sân khấu hả, cho nên là chắc chú dính rồi đó. Dính rồi không chú? Xuống như này chú bất ngờ quá, chú không phải chú không phải như này theo chứ không đâu, tự nhiên cái mình phải làm theo đúng không chú? Đáng ra lúc đó là chú phải ngồi nghiêm như này luôn cho mấy nhỏ tụt nút chơi. Nhưng mà dạy ác quá, dạy ác quá mình phải hòa theo nhí nhảnh. Qua bên này cô Trang cũng nhí nhảnh, rồi cô Yến Trang bên kia cổ cũng làm quá trời đất luôn. Lần này gan ghê ha. Tại vì cô Yến Trang biết sao không, hai bạn này là chuyên môn hát bài hát trữ tình nhẹ nhàng đó, cho nên nó là hát hơi âm hưởng dân ca, thường thì cũng hơi là an toàn nhút nhát, nhưng mà ngày hôm nay là không ngờ là tiến thẳng xuống đây và tấn công tụi tôi, giao lưu rồi xong rồi kêu khán giả vỗ tay theo cả phim trường, là coi như là vỡ òa với lại hai cái chàng trai này, mặc đồ cũng đẹp nữa. Được một cái là tụi con lúc nào hát cũng y như là mở đĩa vậy đó. Cô Yến Trang phải hỏi chị ơi, trời ơi thiệt luôn, hát live với hả chị, còn cái bạn, cái bạn nhỏ nhỏ tên gì vậy chị đó. Cái thiệt thòi của bạn Tấn Bảo là tại vì lớn hơn thôi, cho nên là giống như mọi người nghĩ là lớn hơn là chắc chắn là phải hay rồi. Cho nên cái bạn nhỏ hơn mà hay là người ta ấn tượng hơn, chứ thật ra con cũng rất là hay, con hát đâu ra đó. Thật sự mà tụi con kết hợp với nhau ở trong đây, chứ còn cô biết là tách riêng ra trên YouTube là hai bạn này là quá trời view người xem luôn, là nhiều fan lắm. Chắc là cô Yến Trang cũng có điều muốn chia sẻ đó. Mời cô Yến Trang ạ. Ca khúc này rất là khó xử lý. Cái sự luyến lấy nó cần phải rất là nhiều, mà hai bạn hát những cái dấu luyến cho ơi nó ngọt. Mình gọi là Trang cảm thấy giống như là hồi nãy chị Trang có nói với em là chỗ giống như là mở đĩa hát vậy đó. Nhưng mà riêng bạn lớn hơn là bạn Tấn Bảo, thì tại vì mình lớn cho nên là cái sự xử lý của bạn nó sẽ có một cái cách là khiến cho chúng ta cảm thấy là nó chững chạc hơn. Riêng bạn Thái Hà thì hát rất là tự nhiên, hát theo một cái gọi là cái sở trường, Trang nghĩ là chắc trong máu của con luôn trời rồi phú, đúng không? Trời phú đúng rồi, bạn hát đưa đẩy rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hai con diễn rất là ăn ý, không có cảm thấy là ai lấn át ai hết. Và đặc biệt hơn hết là ở cái việc diễn xuất á, và cái trang phục, cô Trang cảm thấy là nó rất là phù hợp với lại cái cá tính âm nhạc của hai con. Cô nghĩ là nếu như mà lựa chọn cái con đường âm nhạc cho cái tương lai của mình thì những cái hướng âm nhạc nó mang hơi hướng một tí xíu, có những cái đạo cụ dân tộc hoặc là những cái bài hát dân tộc rất là phù hợp với hai con. Dạ, cảm ơn cô Yến Trang rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều dành cho tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục cuối cùng, với đêm thi bán kết dành cho 4 cặp đôi vàng nhí. Và chắc chắn rồi, không ai khác, đó chính là sự xuất hiện của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với liên khúc về thủ đô Hà Nội, ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa và tóc gió thổi bay. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu, bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như sông
giạt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Dù xa nhau, đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thổi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nỡ, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Mùa Tây, mùa Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn thấy. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông gần em bay hiu hiu gió lạnh. Thôi dài ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, con góc liêu xiêu một câu thơ. Mùa Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, thương như còn đây. Chiều không buông nỡ, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, nỗi nhớ. Và một tràng hô tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ cái này không thể nào hát nhép được. Chú Hoàng Nhật Nam ơi, không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình
mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài đúng là không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy? Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang, Trang có đồng tình không là cái này là phải có thêm thái độ hát? Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Không phải nói lời. Không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời ơi, 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? Nói chung là quý vị ơi, một chạm vào tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc, cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh á, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hồng lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ. Nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con là thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến, đúng không ạ? Để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất. Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn tụi con. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 4 tiết mục rất là xuất sắc đến từ 4 cặp đôi vàng nhĩ trong tập thi đấu bán kết. Và để xem ban giám khảo của chúng tôi đau đầu ra làm sao để cho những số điểm tương thích với những gì mà các con đã cố gắng trong những tập thi đấu vừa qua. Và để xem tuần này cặp đôi nào sẽ phải dừng lại với chương trình cặp đôi vàng nhĩ. Hãy cùng với chúng tôi nghỉ giây là phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Trong phần 1 đêm thi bán kết, cặp đôi Văn Minh Ngọc Dầu đã làm cả khán phòng bùng cháy với giai điệu rock mạnh mẽ. Khắp con đường,
sâu lắng và da diết bởi giọng ca của các viên Phương Di. Và đêm nay là sự vui tươi dí dỏm của cặp đôi Tấn Bảo Thái Hà. Chưa kịp nói năng gì, hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy, trên con đường một nỗi cao bóng nàng xa mờ. Nhưng vô cùng lắng động và bồi hồi với tiết mục của cặp đôi Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Đêm nào lạnh đôi vai, người ấm trao em tuổi thơ ngây, thương như mỗi cặp đôi đều mang một màu sắc khác biệt. Trước khi đến với phần công bố kết quả quan trọng nhất đêm nay, hãy cùng chào đón sự trở lại của giám khảo Long Nhật. Nỗi nhớ ở hai đâu nỗi nhớ
Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi Vàng Nhí. Và giây phút này vô cùng hồi hộp bởi vì trên tay của Minh Sù đã có kết quả của đêm thi bán kết. Hai tuần thi, bốn cặp thí sinh đã có rất nhiều những tiết mục để chinh phục ban giám khảo. Và Minh Sù tin ở đâu đó trong trái tim của tất cả quý vị khán giả cũng đã có hình ảnh của các con rồi, đúng không ạ? Và tối đêm nay chúng ta vẫn phải đến với khoảnh khắc loại trừ. Luật của vòng bán kết, chúng ta sẽ tổng kết hai số điểm của hai đêm thi. Cặp thi đấu nào có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi ở đây. Và trước khi đến với công bố kết quả, xin mời tất cả quý vị khán giả tại phim trường chúng ta dành một tràng hốt tay để chào đón sự quay trở lại của bốn cặp đôi. Xin mời. Xin được giới thiệu Văn Minh, Ngọc Dầu, Tấn Bảo, Thái Hà, Phương Nhi, Cát Viên và Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Tối đêm nay cho dù kết quả có như thế nào thì tụi con vẫn sẽ phải để tay lên lòng ngực trái của mình và thực hiện tiếp tục đam mê. Nhưng trước khi đó, chú có một món quà dành tặng cho tụi con. Mỗi tuần chúng ta vẫn sẽ có giải thưởng ấn tượng nhất tuần dành cho một cặp đôi. Với sự quyết định của ban giám khảo, giải thưởng là 5 triệu đồng. Về cái đêm bán kết ngày hôm nay, bốn cặp thí sinh các con đều làm rất là ấn tượng. Mỗi cặp thí sinh, mỗi tiết mục là một màu sắc khác nhau, cho nên rất là khó khăn cho ban giám khảo. Cái mà cô cảm thấy vô cùng tự hào về các con là không cần phải dàn dựng quá nhiều mà các con vẫn rất là nổi bật, bởi vì cái nội lực, cái tài năng của các con bật ra. Đêm bán kết này mình vẫn chỉ có một giải thưởng là thí sinh ấn tượng trong đêm hôm nay thôi. Và cô cảm thấy rất là may mắn khi được đại diện chú Hoàng Nhật Nam và cô Yến Trang sẽ trao cái giải thưởng ấn tượng cho cặp đôi mà ngày hôm nay gây bất ngờ. Bất ngờ về phong cách, sự nổi bật, bất ngờ về giọng hát, xử lý. Xin được chúc mừng hai màu sắc âm nhạc ngày hôm nay, Văn Minh Ngọc Dầu và Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Wow! Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có hai cặp. Xin mời các con bước lên phía trước ạ. Xin được mời đại diện của ban giám khảo là giám khảo Đoan Trang và Yến Trang luôn ạ, lên sân khấu để trao thưởng cho các con. Yeah. Một cái hốt tay thật lớn dành cho Đức Vĩnh Quỳnh Anh và Văn Minh Ngọc Dâu. Xin được cảm ơn giám khảo Đoan Trang và giám khảo Yến Trang. Mời hai chị quay trở lại vị trí ghế nóng của mình. Quý vị thân mến, niềm vui dường như được nhân đôi. Trong đêm thi tối ngày hôm nay, chúng ta có tới hai cặp đôi có tiết mục ấn tượng nhất tuần với giải thưởng là 5 triệu đồng. Và bây giờ chắc chắn sẽ là kết quả của đêm bán kết. Cặp đôi nào có điểm số thấp nhất với tổng số điểm thông qua hai vòng thi đấu, cặp đôi đó sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Đây là một sân chơi rất chuyên nghiệp dành cho các con, cho nên những giây phút trên sân khấu sẽ là những thời gian mà chúng ta được thăng hoa, được là chính mình, sống với đam mê. Và Minh Sù xin được công bố cặp đôi đạt được số điểm cao nhất, nhận được tấm vé bước vào vòng chung kết. Với tổng số điểm hai đêm thi 59,5 điểm, một số điểm gần như tuyệt đối. Xin được chúc mừng cho một cặp đôi có hai bạn nhỏ. Một trai một gái ạ. Tóc ngắn tóc dài ạ. Và xin được chúc mừng cho hai giọng ca rất nội lực và xử lý tinh tế, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.
Chúc mừng tụi con điểm số cao nhất trong thi bán kết, 59,5 điểm. Tiếp theo sẽ là cặp đôi có điểm số cao thứ nhì với tổng số điểm hai đêm thi là 59 điểm, cũng rất cao. Và cặp đôi may mắn tiếp theo bước vào trận đấu chung kết, xin được chúc mừng cho cặp đôi đứng bên trái em. À, hình như cả ba cặp. Dạ. Xin được chúc mừng đứng bên trái em. Dạ. Gần em nhất, Văn Minh và Ngọc Dâu. Yeah. Rất xứng đáng. Chúng ta còn lại hai cặp đôi, cặp nào cũng hay, cặp nào cũng giỏi, cặp nào cũng xinh xắn hết trơn á. Tuần nào tụi con cũng đều rất cố gắng để trải qua những thử thách của chương trình này. Mặc dù là chương trình cho chủ đề là tự do thì mình có thể hát sở trường, đúng không ạ? Nhưng các con lại muốn hát những cái gì đó mới hơn để tụi con chinh phục bản thân mình trước. Và cặp đôi tiếp theo bước vào trận chung kết là các bạn nghĩ là cặp đôi nào ạ? Các bạn có thể nói lớn hơn được không ạ? Còn bên đây thì sao ạ? Dạ, hai bạn đó là một cặp ạ. Vâng, cảm ơn khán giả. Các bạn sẽ ủng hộ theo tiếng vỗ tay nhé. Ai mong muốn Tấn Bảo Thái Hà vào vòng trong? Ai mong muốn Phương Nhi và Cát Ly vào vòng trong? Ai mong muốn Yến Trang Minh Sù vào vòng trong? Có luôn hả? Nói đùa thế thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại. Luật thì vẫn là luật. Cặp đôi nào có điểm số thấp nhất chúng ta sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Và cặp đôi tiếp theo bước vào trận chung kết có tổng số điểm 2 đêm thi là 58,5 điểm. Xin được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Thế nhưng quý vị khán giả thân mến, 58,5 điểm cũng là số điểm của Phương Nhi và Cát Viên. Cho nên ban tổ chức của chúng tôi đã quyết định không có cặp đôi nào bị loại cả. Chúc mừng Phương Nhi và Cát Viên, các con đã có một cơ hội tiếp theo bước vào vòng chung kết. Vỗ tay thật lớn cho các con được không ạ? À? Quá tuyệt vời! Chúc mừng! Chúc mừng! Quý vị thân mến, một điều bất ngờ đã xảy ra trong đêm thi bán kết của chúng tôi với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng Nhí. Những giọt nước mắt đang rất vui mừng của các con với 4 cặp đôi rất xuất sắc trong đêm thi bán kết này. Chắc chắn tất cả quý vị khán giả cũng đồng tình với Minh Dù rằng là các con vô cùng xứng đáng để bước vào trận chung kết, đúng không ạ? À? Và một nữa xin được chúc mừng cho 4 cặp đôi Vàng Nhí. Xin được cảm ơn giám khảo Đoan Trang, cảm ơn giám khảo Yến Trang, và cuối cùng xin được cảm ơn giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và đặc biệt chúc mừng 4 cặp đôi Vàng Nhí bước vào trận chung kết nha. 1, 2, 3 yeah nha. 1, 2, 3 Thank you.